Cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học thành phố Đà Nẵng được tổ chức nhằm thúc đẩy tinh thần nghiên cứu khoa học và tìm kiếm các giải pháp sáng tạo của các bạn sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp. Nghiên cứu khoa học đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động dạy và học, góp phần nâng cao uy tín, vị thế khoa học trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp. Đối với sinh viên, nghiên cứu khoa học không chỉ giúp các em phát huy được trí tuệ, năng lực sáng tạo, khả năng tiếp cận và từng bước làm chủ khoa học công nghệ, tăng cường khả năng tự học, tự nghiên cứu. Thông qua cuộc thi này, tạo nguồn ý tưởng có chất lượng để giới thiệu cho các vườn ươm doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, tạo tiền đề để phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Qua 5 năm tổ chức, cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học ngày càng trở nên chuyên nghiệp, bổ ích dành cho các bạn sinh viên có niềm đam mê nghiên cứu khoa học trên địa bàn thành phố. Từ khi tổ chức cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học ở các trường năm 2017, có 42 đề tài nghiên cứu tham dự và 20 đề tài lọt vào vòng chung kết. Năm 2018, có 72 đề tài tham dự, trong đó 30 được lọt vào vòng chung kết. Năm 2019, tổng số đề tài nghiên cứu khoa học đã lên tới 116 của sinh viên thuộc 9 trường đại học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tham gia. Trong đó, có 37 đề tài được lọt vào vòng chung kết. Năm 2021, có 150 đề tài tham dự, trong đó 30 đề tài được lọt vào vòng chung kết. Năm 2022, với sự tham gia của hơn 500 đề tài tại các vòng thi cơ sở của các trường và có 123 đề tài gửi về vòng thi cấp thành phố. Hầu hết các đề tài nghiên cứu khoa học đều gần gũi và thực tế, có khả năng ứng dụng cao. Thời gian vừa qua, các cấp lãnh đạo của thành phố đã hết sức quan tâm đến hoạt động khoa học công nghệ và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Trong đó, thành phố rất chú trọng phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học của các bạn đoàn viên, thanh niên, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn thành phố, nhằm mục đích khích lệ tinh thần nghiên cứu khoa học và tìm kiếm các giải pháp sáng tạo của các bạn sinh viên tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, hỗ trợ kết nối ý tưởng sáng tạo với các vườn ươm doanh nghiệp, các nhà đầu tư. Với mong muốn đó, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành kế hoạch số 26/KH/SKHCN ngày 2 tháng 3 năm 2022 về việc tổ chức cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học thành phố Đà Nẵng năm 2022. Chính thức phát động cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học thành phố Đà Nẵng. Các đề tài tham gia giải thưởng năm nay là những công trình nghiên cứu khoa học xuất sắc đã trải qua vòng loại cấp trường, được Hội đồng Khoa học cấp trường đánh giá, tuyển chọn, giới thiệu tham gia cuộc thi cấp thành phố tại cuộc thi cấp thành phố tại 4 nhóm ngành: Kinh tế, Du lịch, Pháp luật, Văn hóa xã hội, Kỹ thuật cơ khí, Điện, Điện tử, Công nghệ thông tin, Y dược, Hóa học, Sinh học, Nông nghiệp, Môi trường, Giáo dục, Lịch sử, Ngôn ngữ, Văn học. Đã có 13 trường đại học, cao đẳng và viện nghiên cứu tham gia tranh tài với 123 đề tài chất lượng. Trong đó có 37 đề tài thuộc nhóm ngành giáo dục, lịch sử, ngôn ngữ, văn học, 35 đề tài thuộc nhóm ngành kinh tế, du lịch, pháp luật, văn hóa xã hội, 21 đề tài thuộc nhóm ngành kỹ thuật cơ khí, điện, điện tử, công nghệ thông tin, 30 đề tài thuộc nhóm ngành y dược, hóa học, sinh học, nông nghiệp, môi trường. Ngay sau khi phát động cuộc thi, các trường đã tham gia tích cực và xây dựng được nhiều ý tưởng hay, nội dung nghiên cứu đa dạng ở nhiều lĩnh vực. Vòng thi cấp trường đã trở thành ngày hội khoa học sôi nổi, bổ ích tại các trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Điển hình là các trường như Trường Đại học Đông Á đã tổ chức và thu hút nhiều đề tài đa dạng ở nhiều mảng, từ xã hội, kinh tế, kỹ thuật, du lịch cho đến phục vụ nông nghiệp của các nhóm sinh viên tham gia. Cuộc thi trực tuyến tháng 6 năm 2022, Trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2021-2022, đã thu hút 225 đề tài đăng ký ở cả 10 khoa, tổ trong toàn trường. Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn cũng đã thu hút đông đảo sinh viên nhà trường tham gia với 41 đề tài. Trên cơ sở đánh giá của Hội đồng Kiểm thu, 18 đề tài xuất sắc nhất đã được công nhận đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường. Số lượng đề tài đăng ký tham gia tăng gấp 2 lần so với năm học 2020-2021.
Hòa trong không khí đó, Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2021-2022 đã được Trường Đại học Kinh tế Đại học Đà Nẵng tổ chức vào tháng 6 năm 2022. Phát động từ tháng 9 năm 2021 đến nay, trường đã thu hút gần 100 đề tài đăng ký với sự tham gia của hơn 300 sinh viên. Trong số 27 đề tài, có đến 13 đề tài được các tác giả, nhóm tác giả trình bày và phản biện hoàn toàn bằng tiếng Anh. Đây là thế mạnh của sinh viên trường Đại học Kinh tế trong công tác nghiên cứu khoa học, phân tích dữ liệu quốc tế. Đề tài năm nay thì phải nói là nó chất lượng nó rất là tốt, cả về số lượng lẫn chất lượng. Thì cái chất lượng ở đây thì nó thể hiện ở mấy cái điểm thế này. Thứ nhất đó là các cái lĩnh vực nghiên cứu thì nó rất phù hợp với cái định hướng mà phát triển kinh tế xã hội của thành phố Đà Nẵng. Ví dụ nó bao gồm trong năm nay thì các cái đề tài mà về lĩnh vực về y tế, về chăm sóc sức khỏe, rồi về môi trường, rồi về hỗ trợ người bệnh, rồi tự động hóa và ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Thì rất là nhiều cái đề tài trong cái lĩnh vực này. Ngay từ lúc mà tụi em nhận được thông báo có cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học của sở thì tụi em đã cảm thấy rất là vui, vì đây là một cái sân chơi rất là mới, tụi em có cơ hội để tiếp cận cũng như là hoạt động nghiên cứu nhiều hơn. Và trong nhóm của em đã bắt đầu là bắt tay vào thực hiện đề tài nghiên cứu cũng như là viết bài báo cáo toàn văn để chuẩn bị thật kỹ càng cho bài buổi thi ngày hôm nay ạ. Cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học năm nay là nơi để cho các sinh viên các đam mê tham gia nghiên cứu khoa học phát huy hết tất cả khả năng của mình, và nơi là huy động các đề tài có tính sáng tạo và tính thực tế cao. Đây là một tiền đề cho việc phát triển của sinh viên sau này. Năm nay có cuộc thi chung kết cái cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học thành phố Đà Nẵng năm 2022 vừa mới được tổ chức, thì có các lĩnh vực y dược, rồi lĩnh vực công nghệ sinh học, rồi là kỹ thuật công nghệ, nó có 16 đề tài. Thì tôi có một số nhận xét thế này. Thứ nhất là về chất lượng của các đề tài năm nay là khá tốt, cả về ba phương diện. Thứ nhất là nội dung đề tài. Các đề tài có nội dung là thiết thực, có tính khoa học và ứng dụng tốt vào cho đời sống. Thứ hai là cái cách triển khai làm đề tài là đúng cách, và cái cách viết đề tài cũng khá tốt. Thứ ba là cái khả năng thuyết trình của các em sinh viên ấy là có tiến bộ so với các năm trước. Các em đa số đều nói rõ ràng và có một cái khả năng thuyết phục đối với hội đồng chấm thi. Hy vọng là các thế hệ sau ấy, là càng ngày càng làm tốt hơn. Và tôi thấy rất là vui mừng vì là các bạn đã làm được điều đó. Thế còn việc đề tài nó có tính thiết thực đến đâu thì tôi thấy là phải nói hầu hết đề tài có tính thiết thực rất là cao. Ví dụ những đề tài về lá trầu không chữa bệnh viêm này, hay là các cái đề tài mà tổng hợp các kháng sinh mới, ví dụ như vậy, hay là siêu âm để chống tắc tia sữa ở những người phụ nữ sau sinh, đều là rất là có giá trị thực tiễn và áp dụng được ngay. Có thể nói, cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học là cuộc thi bổ ích, thúc đẩy và tạo điều kiện cho sinh viên tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, phát huy tinh thần chủ động, năng lực tư duy sáng tạo và trí tuệ của sinh viên để tìm tòi, khám phá, vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết những vấn đề lý luận và thực tiễn đang đặt ra trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.